Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 78 mời xem đoạn sau cùng này thì cố địa tạng bố thí nhân duyên kỳ sự như thị phật ở chỗ này tổng kết ý nghĩa không có cùng tận câu này nói rõ nhân mà bạn tu và quả báo mà bạn nhận được là đúng như lời trên kinh đã nói trong chú giải có mấy câu nói vô cùng cảm thán chúng ta xem hàng thứ nhất trong chú giải bắt đầu xem từ phía dưới tổng chỉ vương thần nam nữ đẳng sở tu chi nhân sở đắc chi quả cố vân kỳ sự như thị kỳ sự như thị chính là chỉ nghiệp nhân quả báo mà phần trước đã nói vô nại thế nhân tín giả thí bất tận lực bất tín giả toàn bất năng hạnh hai câu nói này đã nói hết tướng chúng sanh đại chúng xã hội người tin lời Phật nói họ làm nhưng chưa hết sức. Làm chưa có hết lòng hết sức. Cho nên được phước không giống như quả báo mà trên kinh đã nói. Tại vì sao vậy? Bạn làm chưa có hết sức. Chúng ta nhìn thấy có rất nhiều người Người tu phước Nhìn thấy họ có nghiệp chướng Họ không thể chuyển nghiệp chướng trở lại được Thế là Khiến cho người khác hoài nghi Nói họ thường hay làm việc từ thiện Nghiệp thiện Thường hay làm việc tốt Mà nghiệp chướng của chính họ không chuyển lại được Phật Bồ Tát không phù hộ họ Trái lại khiến cho đại chúng xã hội Mất hết niềm tin đối với việc tu học Phật Pháp Tại vì sao họ tu phước mà không thể chuyển trở lại được Chưa có hết sức Họ có khả năng 10 phần Mà chỉ dùng một phần khả năng để tu phước Vậy thì sao có thể chuyển trở lại được chứ chúng ta nhìn thấy thế gian hiện nay có rất nhiều gia đình giàu có những nhà doanh nghiệp lớn đại tỷ phú trong xã hội này trước đây tôi ở đài loan có một khoảng thời gian ông chủ tịch mỏ thang thụy tam của đài loan đã mời tôi giảng kinh đến giảng tại nhà ông ông bố trí một phòng lớn trong nhà làm giảng đường đại khái có thể chứa hơn một trăm người là cư sĩ lý kiến tân rất nổi tiếng ở đài loan đến lúc tuổi già ông bị chứng xa xúc trí nhớ muốn sống không được muốn chết cũng không xong đại khái kéo dài đến mười mấy năm mới đi tại vì sao ông không thể chuyển trở lại được gì Vì phước báo quá lớn Tiền của quá nhiều Là một chút việc nhỏ này Đối với ông mà nói Chỉ giống như con trâu rụng một sợi lông Huống hộ làm mà Không có tâm chân thành cung kính Cho nên nghiệp lực này Không thể chuyển trở lại được Nếu như làm giống như những gì Trên kinh Phật đã nói nếu bạn bố thí cúng dường hết lòng hết sức Thì nghiệp chướng như thế nào đi nữa cũng tiêu mất Bạn thử nghĩ xem Tiền của của bạn có phải thật sự thấy đều xả hết rồi không? Là không thể xả hết Vì càng xả sẽ được càng nhiều Người thế gian không tin tôi có tài sản một nghìn dạng tôi xả một dạng là giỏi lắm rồi hôm nay tôi làm công đức một dạng rồi chỉ một phần nghìn họ đã cảm thấy rất đáng tự hào rồi làm nhiều hơn người khác làm sao có thể chuyển được nghiệp của họ chứ nếu họ đem toàn bộ tài sản thấy điều xả hết để tu phước thì tiền của sau đó lập tức liền đến ngay bạn muốn hỏi lời này có sự thật nào để làm chứng minh hay không có phạm lãi thời xuân thu chính là một điển hình tốt Đây là vị đại thần của Diệt Dương Câu Tiễn, là người thông minh tuyệt đỉnh. Ông giúp Diệt Dương Câu Tiễn đánh bại Ngô Dương Phù Sai, phục hưng quốc gia của mình. Ông biết rất rõ, con người của Câu Tiễn, người này có thể cùng hoạn nạn chứ không thể cùng an vui. Khi quốc gia gặp nạn Thì hợp tác mật thiết Khi không có tai nạn Thì câu tiễn có tâm đố kỵ Không thể dung chứa người khác Ông biết rất rõ Khi quốc gia vừa khôi phục Ông liền lén bỏ đi mất Thay đổi họ tên Ông đổi tên thành Đào Chu Công Làm kinh doanh buôn bán bắt đầu từ việc buôn bán nhỏ chẳng bao lâu phát tài to sau khi phát tài thì đem toàn bộ tiền của đi cứu giúp người nghèo khổ quyên hết toàn bộ rồi lại bắt đầu làm việc buôn bán nhỏ tiếp chẳng bao lâu lại phát tài tiếp ba lần tụ ba lần tán từ sự thật này đã chứng minh lời Phật nói là không có sai Trong số mạng của bạn có bao nhiêu tiền của Xả thế nào cũng không xả hết được Bạn xả sạch sẽ rồi Không bao lâu nó lại đến Là trong số mạng có Đâu thể xả mà hết được chứ Người thế gian ngày nay Không tin lời Phật nói cho rằng sau khi ta xả hết bao nhiêu tiền của như vậy ngày mai ai cho tôi ăn cơm đây ngày mai ta sống như thế nào nghĩ đến ngày mai nghĩ đến năm sau nghĩ đến còn cả một đời nghĩ đến còn có con cháu thì một xu cũng không dám bỏ ra đây là tư tưởng sai lầm không chịu xả thì phước báo sẽ hướng hết rất nhanh. Sau khi hướng hết rồi thì phía sau không còn nữa. Đó mới là thật sự khổ rồi. Họ không biết càng thí sẽ được càng nhiều. Những người tin Phật trong thế gian Nó thật ra người tin Phật rất kém cỏi tại vì sao kém như vậy đạo lý về phật pháp bạn hiểu chưa đủ thấu triệt thâm nhập chưa đủ chưa xây dựng được niềm tin nguyên nhân này vẫn là do những người xuất gia hoằng pháp chúng ta chưa có làm tròn trách nhiệm không có giảng rõ ràng chưa có giảng minh bạch một người chưa hiểu rõ ràng Chưa hiểu minh bạch Nghe thấy Pháp Sư giảng liền tin ngay Điều đó khó Là có chứ không phải không Đó là thiện căn phước đức nhân duyên Trong đời quá khứ Chính mùi rồi Tôi không hiểu rõ Nhưng những gì sư phụ nói với tôi Tôi tin, tôi tin sư phụ Họ chịu thật làm hạng người này rất ít không nhiều đại đa số đều là tín giả thí bất tận lực bất tín giả toàn bất năng hành chỉ hai câu là đã nói hết tướng chúng sanh thế gian rồi chúng ta nêu ra câu chuyện phạm lãi đây là điển hình và người trung quốc Người có ăn học Đều biết Thời trước đây ở Trung Quốc Đại lục Là thờ thần tài Thời thần tài là ai? Thờ phạm lãi Rất có đạo lý Hiện nay thờ thần tài Tôi không biết là họ thờ ai Có lẽ thần tài đã được thay đổi rồi Ở Đài Loan Xem quan công là thần tài Rất không có đạo lý Quan công có quan hệ gì với phát tài đâu chứ không có đạo lý Quan công là nói đến nghĩa khí Thật sự là nghĩa khí ngút trời xanh Là người biết ân báo ân Về phương diện này đáng được đề xướng Đáng được người đời tôn kính Nói cúng bái quan công sẽ phát tài thì chưa chắc Bởi vì khi nhìn vào lịch sử Đọc sách về ông Thế dường như ông không có liên quan gì với phát tài cả nên mời quan công làm bộ trưởng tài chánh thì sai rồi mời ông làm bộ trưởng quốc phòng thì được chứ mời ông làm bộ trưởng tài chánh thì sai rồi ông không phải là người quản lý tài chánh mời phạm lãi làm thần tài thì vô cùng có đạo lý ông thật sự là biết cách làm phát tài ông có phương pháp phương pháp đó của ông cùng với phương pháp mà phật nói không có sai khác là cùng đạo lý chúng ta học phật phải hiểu cho thấu triệt về lý hiểu cho rõ ràng sau đó xây dựng niềm tin thật sự chịu làm là để cầu nhiều phước cho mình cho nên bạn muốn có phước báo viên mãn bạn chỉ cần Tu học đúng như lý như pháp Bạn bố thí tài Thì bạn sẽ không bị thiếu tiền tài Cũng tức là bạn hưởng thụ vật chất Cho dù ở trong tai nạn lớn Bạn cũng không bị thiếu thốn Bố thí pháp được thông minh trí huệ Có trí huệ Bố thí vô ý được khỏe mạnh sống lâu đứng đầu trong bố thí vô úy là chọn ăn chay. Ăn chay là bố thí vô úy, tuyệt đối không làm tổn hại tất cả chúng sanh hữu tình. Không ăn thịt chúng sanh để bồi dưỡng tâm từ bi là bố thí vô úy. Tâm địa từ bi thì động vật nhỏ khi nhìn thấy bạn đều rất là vui mừng. Sẽ không là tổn hại bạn Sẽ rất gần gũi với bạn Thứ hai là Phải thường xuyên giữ tâm niệm Hết lòng hết dạ Giúp đỡ những người khổ nạn Đây cũng là thuộc về bố thí vô úy Họ không có ăn Chúng ta cúng dường ăn uống cho họ Họ lìa khỏi sợ hãi Lìa khỏi lo lắng Họ không có quần áo mặc Chúng ta tặng quần áo cho họ mặc Khiến cho họ được giữ ấm Không sợ bị giá rét Đây cũng là bố thí vô ý Hãy là giúp chúng sanh Thân tâm được yên ổn Thì đều là thuộc về bố thí vô ý Quả báo là mình được khỏe mạnh sống lâu Ngày nay đồng bào Bên đại lục Gặp phải khổ nạn lớn như vậy Chúng ta cần phải toàn tâm toàn lực làm Không nên sợ xả Biết được xả càng nhiều Thì được phước sẽ càng nhiều Trong chú giải ở phần sau cùng Điểm ngược đến hàng thứ năm Câu sau cùng Hành đạo chi nhân Bất đảng tri giới thiền tụng Diệt đương bố thí tác phước Đây là lời Phật nói trên Kinh Dạy học trò Đệ tử ở đời sau Các bạn đang hành đạo Tu hành Không những là phải trì giới Tam thiền Độc tụng đại thừa Đây là thời khóa thương ngày của bạn Việc đương bố thí tác phước Bạn phải biết Thường làm việc bố thí Ba loại bố thí tài, pháp, vô ý Đều phải làm Chúng ta xem tiếp theo Đại ái đạo kinh vân Kim thế diệt tội Hậu thế đắc thân Chữ thân nghĩa là mở rộng Hữu tài bất thí Thế thế thọ bận Đây là gì vậy? Bỏng sẻn Bỏng sẻn Tiền của Thì bị quả báo nghèo cùng Bỏng sẻn pháp Thì bị quả báo ngu si Bỏ sản diệt bố thí vô ý Thì sẽ bị quả báo tai nạn bệnh khổ Đây là nguồn gốc của tất cả mọi thọ dụng của người thế gian Làm sao mà có Bạn có tin hay không? Có tin lời Phật dạy hay không? nếu thật sự tin hiện nay ta nghèo cùng thì hãy nhanh chóng mà tu bố thí Vì sao vậy mới có thể thoát khỏi nghèo cùng nghèo cùng ta không có đồ gì để bố thí bà nghĩ tiếp xem có hay không ngày nay ta ăn không đủ no ăn không đủ no ta sẵn lòng bị đói một bữa tiết kiệm một bữa ăn này của ta để bố thí cho người khác là bạn cũng đã làm việc bố thí rồi đâu có chuyện không thể bố thí được chứ thật sự có tâm bố thí cúng dường còn việc bố thí cúng dường phần trước nói rồi nhất trần nhất mau nhất xa nhất trích bố thí rất ít mà tâm rộng lớn tâm chân thật thì quả báo không thể nghĩ bạc cho nên phật mở ra cho chúng ta một con đường người nghèo hèn cũng có thể tu bố thí được phước báo lớn như vậy đạo trời mới là công bằng Tiếp theo nói Cố nhập đạo Tất dĩ trí huệ vi bổn Trí huệ tất dĩ phước báo vi cơ Hai câu này nói rất hay Không được lệch gì một bên Thiên lệch gì một bên Trên Kinh Phật có hai câu chuyện Người tu hành Một người lệch nặng gì tu trí huệ còn một người lệch nặng về tu bố thí Đời sau Khi quả báo của hai người này hiện tiền Người lệch nặng về tu trí huệ Tu thiền định tu trí huệ này Chứng được quả A-la-hán Vậy là khá hay rồi Tuy chứng được quả A-la-hán mà không có phước báo Thường hay ra ngoài để đi bác Nhưng không có ai cúng dường la hán đi bác về không Bị đói Rất khổ Ai biết bạn chứng được quả A-la-hán chứ Người ta nhìn thấy bạn liền ghét ngay Không có duyên phận Không có người cúng dường cho ông Người tu phước trái lại rất khá Nhưng rơi vào đường xuất sanh Biến thành một con voi Đầu thai thành một con voi Con voi này có phước báo Là được vua thích cưỡi đi nhất Vua đi đâu Thì cũng đều cưỡi con voi này Con voi này là đương nhiên sẽ rất nhiều người cúng dường hầu hạ nó nuôi dưỡng nó đi đâu cũng đeo anh lạc châu báu thì đeo đầy mình tu Phước mà không tu Huệ thành voi đeo anh lạc Phước báo lớn rồi Phật dạy chúng ta Phước Huệ xong tu cho nên thành Phật phật được gọi là nhị túc tôn túc tức là đầy đủ viên mãn nhị là hai loại một cái là trí huệ viên mãn một cái là phước báo cũng viên mãn cho nên phật là phước huệ song tu phật không có dạy chúng ta không tu phước Nếu bạn cho rằng Phật dạy chúng ta không tu phước Là bạn hoàn toàn sai rồi Vậy thì sao Phật được xưng là nhị thúc tôn được chứ Nhưng Phật thường hay cảnh tỉnh chúng ta Cảnh cáo chúng ta Tu phước không nên hưởng phước Sợ hưởng phước sẽ bị mê Nếu như bạn hưởng phước mà không bị mê Thì được vậy thì phật cũng tán thành bạn hưởng phước cho nên đến khi nào có thể hưởng được phước vậy sau khi minh tâm kiến tánh thì có thể hưởng phước vì sao vậy không bị mê kiến tánh là không còn mê nữa rồi đây là điểm khác nhau giữa Đại thừa và tiểu thừa, Bồ Tát đại thừa có thể hưởng phước, bậc thánh tiểu thừa không được phép hưởng phước. Hưởng phước họ sẽ bị mê. Cho nên tiểu thừa Phật tán thán khổ hạnh. Chúng ta có thể xem thấy trong số đệ tử của phật thì tôn giả đại ca diếp tu khổ hạnh hạnh đầu đà bậc nhất và tôn giả ca diếp vốn là xuất thân trong gia đình trưởng giả rất giàu có ngài không phải là người nghèo cùng sau khi xuất gia tu khổ hạnh nếm những nỗi khổ mà con người không thể nếm được Ngày hoan hỷ, ngày vui vẻ Là tấm gương cho người mới học Trên Kinh Hoa Nghiêm Chúng ta nhìn thấy Thiên Tài Đồng Tử Đó là người đại biểu cho Đại Thừa Là Hưởng Phước Thiên Tài Đồng Tử ra đời trong nhà ông Trong sân giường của ông Cỏ cây đều biến thành vàng bạc lưu ly bảy báo Đó là biểu thị cho Pháp Đại Thừa Đại Thừa có thể hưởng thụ Họ không mê Cảnh giới của Đại Thừa và Tiểu Thừa là khác nhau Chúng ta là thuộc hạng căn cơ nào? Tuy là học pháp đại thừa, nhưng nó thật ra ngay cả căn cơ tiểu thừa chúng ta cũng không bằng. Chúng ta hoàn toàn là phàm phu. Điều này phải biết. Phàm phu nếu không niệm Phật, cầu sanh Tịnh độ thì không còn đường nào để đi cả. Dứt khoát không được cho rằng đã học pháp đại thừa liền tự cho mình là Bồ Tát tự hào mình là Bồ Tát đi đâu cũng kiêu ngạo Vì thì chắc chắn đọa đường ác rồi đây là điều mình nhất định phải hiểu cho rõ ràng nhất định phải sáng tỏ mình quả thật là phạm phu kinh đại thừa chúng ta đã đọc đã nghe rồi tăng trưởng không ít kiến văn nếu như thật sự nghe hiểu thật sự giác ngộ thì cần phải phát tâm chăm chỉ nỗ lực mà tu học như vậy mới đúng phần chánh tông của bản kinh chỉ dẫn đến chỗ này Kinh văn dưới đây là thuộc về phần lưu thông của bản kinh Mời xem kinh văn Khoa chú Nguyễn Hạ Trang 31 Phẩm thứ 11 Địa thần hộ Pháp từ đây trở xuống là phần lưu thông của bản kinh trong phần lưu thông của ba phẩm kinh địa thần hộ pháp lưu thông kiến văn lợi ích lưu thông chúc lụy nhân thiên lưu thông chúng ta thấy cách thức của kinh địa tạng kinh văn không dài lắm từ xưa đến nay bản kinh này có khi in thành một quyển cũng có khi in thành hai quyển ở đây được in thành ba quyển là ba quyển thượng trung hạ kinh văn không dài lắm nhưng về cách thức là cách thức của đại kinh chúng ta thấy thông thường kinh điển bình thường kinh đại thừa cũng không ngoại lệ phần lưu thông chỉ có mấy hàng kinh văn mà thôi Phần tựa cũng chỉ có dài hạn Phần lưu thông cũng chỉ có dài hạn Chỉ có đại kinh Thì phân lượng của ba phần tựa Chánh tông lưu thông là tương đối phong phú Phần tựa của bản kinh Đã chiếm hết một phẩm Phẩm thần thông trên cung trời đau lợi Phần lưu thông đã chiếm hết ba phẩm đây là cách thức của đại kinh giống như cách thức của hoa nghiêm pháp hoa kinh vô lượng thọ cũng là thuộc cách thức này chúng ta nhìn từ cách thức này liền biết nó là kinh luận quan trọng nhất ở trong đại thừa có thể nói là đại thừa trong đại thừa nhất thừa ở trong nhất thừa quả thật là như vậy lưu thông ý nghĩa của chữ lưu là nước nước là luôn trôi chảy lưu truyền ba đời thông đạt mười phương phật dạy chúng ta phật pháp phải lợi ích rộng rãi cho tất cả chúng sanh bất kỳ một người nào hai chúng xuất gia hai chúng tại gia chỉ cần bạn quy y cửa phật làm đệ tử của phật bạn liền có sứ mệnh lưu thông phật pháp cho nên phật ở phần sau cùng của mỗi một bộ kinh đều khuyên chúng ta lưu thông bộ kinh điển này giữ gìn lưu truyền pháp môn này đây là Đại từ Đại Bi Giúp như lai rộng độ hữu tình Nếu như chúng ta không thể làm tròn trách nhiệm này Cho dù mình tu rất tốt Cũng có lỗi với như lai trong pháp thế gian xem trọng cái gọi là bất hiếu có ba không có người tiếp nối là tội lớn nhất bản thân bạn hiếu dưỡng đối với cha mẹ tốt đi nữa nhưng bạn không có người nói giỏi không có người tiếp tục hương khói chỉ đến đời bạn là bị đoạn dứt rồi. Đây gọi là đại bất hiếu. Phật pháp cũng lại như vậy. Tổ tổ truyền nhau, truyền đến ta. Ta tu cũng rất khá. Học cũng rất tốt. Nếu như không thể đem Phật Pháp truyền cho người khác Phật Pháp đến đời ta bị đoạn dứt rồi Bạn tu tốt đi nữa cũng không thể thành Phật được Bạn cũng không thể thoát khỏi luân hồi Tại vì sao vậy? Việc bạn làm có lỗi với chư Phật Bồ Tát Có lỗi với Tổ sư Đại Đức Truyền Pháp làm sao có thể nhẫn tâm thấy cảnh đến đời bạn là bị gián đoạn rồi chứ nhất định phải truyền pháp đời đời đều có người khiến cho phật pháp thương trụ ở thế gian không đến nỗi bị đoạn diệt đây là thâm ý của lưu thông chúng ta cần hiểu rõ trong tu học Phật pháp, chúng ta đã đọc qua trong bộ kinh này, đã đọc qua Phật Chánh Tông. Vậy thì công đức gì là lớn nhất? Phước báo như thế nào là lớn nhất? Lưu thông. Phần trước đã nói với bạn rồi. Tu bổ chùa tháp cũ. Tu bổ kinh sách cũ. Đây đều thuộc về lưu thông. Thân hành. Thân làm nên tấm gương cho người khác thấy. Đây là dùng thân để lưu thông Phật pháp. Làm nên cho mọi người xem là thị hiện. Khẩu Tuyên truyền Nói ra là lưu thông Không nên sợ khổ Bạn thử xem Thích Ca Mâu Ni Phật Cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật Đều là thị hiện cho chúng ta xem Ngài cũng thị hiện già Ngài cũng thị hiện bệnh Tuy già bệnh Nhưng đối với giảng kinh thuyết Pháp Chưa từng ngừng nghỉ bao giờ Người khác khuyên Ngài ngừng nghỉ Nhưng Ngài không nghĩ Vì lợi ích chúng sanh Những sự thi hiện này Đều là để dạy cho người đời sau chúng ta Không nên cho rằng già bệnh là có thể nghỉ ngơi Có thể về hưu rồi Thích Ca Mâu Ni Phật đến lúc lâm chung Còn giảng Kinh Đại Niết bàn Bộ kinh này là được giảng trước lúc Lâm Chung ba tháng, là lời Di giáo sau cùng. Sau khi ngày từ cung trời đau lợi trở về, giảng kinh Đại Niết bàn một ngày một đêm rồi viên tịch. Nói cho chúng ta biết, đến chết cũng không nghỉ ngơi đây là tinh thần gì vậy phật làm nên tấm gương để cho chúng ta xem không phải chỉ nói qua loa khuyên bảo chúng ta mà thôi không phải vậy thật sự làm nên tấm gương đây là điểm chúng ta cần phải học tập chúng ta phải ghi nhớ cho thật kỹ Đặc biệt là Phát tâm xuất gia Xuất gia thì phải học Phật Học Thích Ca Mâu Ni Phật Phải học giống y như Ngài vậy Làm công việc Hoằng Pháp lợi sanh Lưu thông Phật Pháp Cho đến hơi thở cuối cùng như vậy mới là đệ tử Phật chân thật là truyền nhân của chư Phật như lai mời xem kinh văn nhĩ thời kiên lao địa thần bạch Phật ngôn thế tùng ngã tùng tiếp lai chiêm thị đánh lễ Vô lượng Bồ Tát Ma Ha Tát Giai thị đại bất khả tư nghị thần thông trí huệ Quảng độ chúng sanh Kiên lao địa thần Là chỉ Địa thần ở cõi Diêm phù đề địa thần người thế gian chúng ta thường gọi là thần thổ địa thần núi đây đều là thuộc về loại địa thần thần thổ địa là vị thần nhỏ trong địa thần Cây quản khu vực rất nhỏ này Khoảng một phường xã Một thôn xóm Kiên lao địa thần Là dĩ địa thần Quản lý tất cả Cai quản cõi diêm phụ đề Nếu dùng cách nói hiện nay của chúng ta để nói là Cai quản địa cầu này Đất đai của địa cầu là do ông quản lý Đất rất vững chắc nên gọi Ngài là Kiên Lao Địa Thần Ở trong chú giải Chú giải rất tương tận Đây là Trong Kinh A Hàm Phật dạy cho tỳ Kheo biết Có bốn thiên thần lớn Thứ nhất là thần đất Thứ hai là thần nước Thứ ba là thần gió Thứ tư là thần lửa. Là bốn loại đất, nước, gió, lửa này. Thần đất cũng tham gia pháp hội lần này. Sau khi nghe Đức Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp xong, ngài đứng ra thịnh pháp với Đức Phật. Trước tiên nói ra những trải nghiệm trong đời quá khứ của ngài. Nghe nói ngã tùng tích lai. Đây chính là những gì ngài nhìn thấy từ trước cho đến nay. Chim thị. Đảnh lễ vô lượng Bồ Tát Ma Ha Tát Chúng ta hãy xem từ câu nói này Thời gian tu hành Của vị địa thần này rất dài Từ chỗ này chúng ta cũng có thể nhận ra được Kiên lao địa thần Cũng là do Pháp thân đại sĩ thị hiện Ngài ở trong đời quá khứ đã từng gặp vô lượng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngài đã từng gần gũi qua. Bố thí cúng dường đã từng gần gũi Bồ Tát Ma Ha Tát nhiều như vậy. Ma Ha Tát là Bồ Tát Địa Thượng. Bồ Tát là Tam Hiền, Bồ Tát Tam Hiền Thập Thánh Ngài đã từng gặp qua rồi Từng bố thí cúng dường vô lượng vô số Giai thị đại bất khả tư nghị Thần thông trí huệ quảng độ chúng sanh Đây là những gì Ngài đã từng gặp Mời xem kinh văn dưới đây Thị Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Ư ừ, Chư Bồ Tát Thệ Nguyện Thâm Trọng Thế Tôn Thị Địa Tạng Bồ Tát Ư Diêm Phụ Đề Hữu Đại Nhân Duyên Lời nói này Là được nói ra từ miệng của Ngài Kiên Lao Địa Thần Là người Ngài đã gặp rồi Bồ Tát Địa Tạng Càng đáng khiến cho Địa Thần Kính phục hơn So với những vị Bồ Tát khác Vì sao vậy? Thể nguyện của Ngài sâu rộng Dưới đây Ngài sẽ nói rõ Ư ừ, diêm phù đề Hữu đại nhân duyên kiên lao là địa thần của cõi diêm phù đề ngài biết bồ tát địa tạng đặc biệt có duyên phận với khu vực này lời nói này chúng ta phải hiểu bồ tát địa tạng đối với bất kỳ nơi nào cũng đều có duyên phận duyên phận nhất định là bình đẳng nhất định là không có thiên lệch tại vì sao địa thần lại nói như vậy là nói cho chúng ta nghe chúng ta xem thấy trong phẩm tựa ở phần trước bồ tát địa tạng phân thân nghìn trăm ức ngài đi độ những chúng sanh cổ nạn nhất ở trong cõi nước của tất cả mười phương ba đời chư Phật tâm của Bồ Tát là thanh tịnh bình đẳng từ bi đâu thể có tiên lợi được chứ kiên lao địa thần cách nói này là ứng với căn cơ mà nói Ngày để chúng ta sanh ra trong cõi diêm phù đề Hiện nay là chúng sanh cõi diêm phù đề Cho nên địa thần nói cho chúng ta biết Bồ Tát có nhân duyên lớn với chúng ta Khiến chúng ta có cảm giác thân thiết như Ngài hơn Dũng ý là ở chỗ này nói thật ra khởi đầu học phật là phải từ địa tạng phần trước nói rồi địa là tâm địa tạng là kho báu học phật trước tiên là phải khai phá được kho báu tự tánh trong bộ kinh này Tất cả mọi sự chỉ dạy Đều là chỉ dạy chúng ta phương pháp khai phá kho báo tự tánh Tự tánh Có trí huệ đức năng vô tận Có phước báo vô tận Làm sao khai phá đây? ở trên kinh phật đã nói cho chúng ta rất rõ ràng minh bạch rồi điểm mấu chốt hiện nay là chúng ta có tin sâu không nghi có tu hành đúng như giáo hay không thật sự có thể tin sâu không nghi y giáo tu hành bạn liền được phước Trí huệ của bạn liền mở Phước báo hiển tiền ngay Vấn đề là Chúng ta thật sự tin Không đủ sâu Hiểu không đủ thấu triệt Cho nên dân làm theo Không có lực không chịu chăm chỉ làm chúng ta được lợi ích rất nhỏ nhoi nhân tố đều ở do chính mình phật không có lỗi pháp cũng không có lỗi cổ thánh tiên hiền không có lỗi các ngài rất từ bi sợ chúng ta xem kinh không thể hiểu được nên đã chú giải rất tỉ mỉ chú giải chính là bố thí cúng dường bản thân chúng ta có năng lực tốt hãy giảng giải bộ kinh này mình cũng có thể giết chú giải mà mình không có năng lực thì cần phải đem những bản chú giải của tiền nhân in sao lưu thông cúng dường đại chúng đây chính là ý trên kinh viết trước nói Người viết ra bản chú giải này Họ là người dẫn đầu Họ là người phát khởi Tu bố thí cúng dường Chúng ta ngày nay nhìn thấy bản chú giải này Chúng ta hưởng ứng Chúng ta cũng phát tâm In sao Lưu thông kết duyên quả báo Họ là người phát khởi Thì họ làm chuyển luân thánh vương Chúng ta tùy hỷ Thì làm vua nước nhỏ Quả báo chẳng phải đã nói rất rõ ràng rồi sao Tu phước có khả năng Thì làm một mình Không có khả năng Thì khuyến quá đại chúng cùng nhau làm Phước đừng nên lãng phí được phước bao nhiêu là ở sự dụng tâm của bạn tâm của bạn chân thành thì bạn được phước báo là đích thực chân thật tâm lượng của bạn lớn thì bạn được phước báo cũng lớn cho nên tu bố thí cúng dường không phải nói Người nào đó bỏ ra nhiều tiền Thì họ sẽ được phước lớn Người bỏ ra ít tiền Thì họ được phước nhỏ Không có đạo lý này Người bỏ ra nhiều tiền Nếu như tâm họ không chân thành Không phải hết lòng hết dạ Trái lại họ sẽ được phước báo nhỏ Người bỏ ra rất ít tiền Giống như hiện nay chúng ta in bộ kinh này Đại khái là Khoảng 70 đồng tiền Đài Loan Tương đương với hơn 3 đồng Singapore Chưa đến 4 đồng Họ chỉ in một bản Đây là sức bỏ ra ít Nếu như tâm lượng của họ lớn tù phước không phải vì mình không phải vì gia đình mình mà vì chúng sanh vì phật pháp hy vọng thế gian này có thêm một quyển sách lưu thông phát tâm như vậy họ được phước báo ra lại rất lớn tâm này rất thù thắng rất hiếm có Chúng ta xem kinh văn dưới đây Như văn thù phổ hiền quán âm di lặc Diệt hóa bạch thiên thân Hình độ ư lục đạo Kỳ nguyện thường hữu tất cánh Thị địa tạng Bồ Tát Giáo hóa lục đạo nhất thiết chúng sanh Sợ phát thể nguyện kiếp số Như thiên bách ức hằng hà sa ở đây địa thần là một cuộc so sánh những bồ tát khác phát nguyện không có lớn bằng nguyện của bồ tát địa tạng vẫn còn có lúc cùng tận còn nguyện của bồ tát địa tạng phát là không có cùng tận rồi Địa ngục chẳng không thề không thành Phật Địa ngục có thể trống không nổi không Cho nên thử hỏi Bồ Tát Địa Tạng có thể làm Phật không Các gì các bạn thử nghĩ xem Bồ Tát Địa Tạng có thể làm Phật hay không Người sáng suốt Biết Bồ Tát Địa Tạng Đã làm Phật từ lâu rồi Vì sao vậy tất cả chư Phật Bồ Tát là một người, không phải rất nhiều người. Vì sao ngài không làm Phật? Cần dùng thân gì được độ liền hiện thân ấy? Cần dùng thân Bồ Tát địa tạng được độ liền thị hiện thân Bồ Tát địa tạng. Cần dùng thân quan âm Bồ Tát được độ liền thị hiện thân quan âm Bồ Tát. Quan âm Bồ Tát di lạc vẫn là một người. Đây là sự thật Đây là chân tướng sự thật Chư Phật như Lai Tùy loại hóa thân Tùy cơ thuyết pháp Chỗ này chỉ là nhấn mạnh Đối với người mới học Thì địa tạng là quan trọng Bác rễ từ pháp môn địa tạng Địa tạng dạy điều gì? Hiếu dưỡng cha mẹ tôn kính thầy tổ hiếu kính chính là tu phước tu huệ bạn có thể hiếu kính đây là phước bạn hiểu rõ hiếu kính là huệ phước huệ song tu kinh này là kinh hiếu của cửa phật phật pháp đại thừa được xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo Cho nên Hiếu đạo viên mãn Tức là Phật đạo thành tựu viên mãn Bồ Tát đẳng giác Vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá Hiếu đạo là vẫn chưa viên mãn Cho nên Phật Pháp Đại Thừa là xây dựng ở trên nền tảng của hiếu đạo viên mãn đây là điều chúng ta cần phải biết trên kinh nói cho chúng ta biết những việc nào cần phải nên làm những việc nào không được phép làm đều là thuộc về hiếu kính người hiếu kính cha mẹ tôn kính thầy tổ thật sự thì nhất định có thể hiểu được ý nghĩa này biết được y giáo phụng hành y giáo phụng hành thì cha mẹ vui mừng Vậy là tận hiếu rồi Thầy tổ vui mừng Đây là tu sư trọng đạo Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ dặn đến đây thôi A-di-đà Phật Cử dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ a gmail.com Người đọc Hạnh Quang Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến hương linh nhà giáo Cụ Phan Thế Phả Kính nguyện hương linh Nương nhờ Phật lực Tội diệt phước sanh Tóc xả mê đồ Tảo đăng Phật quốc Nguyện cả thảy chúng sanh Đều tín niệm di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật